Tết đến bạn học đến nhà nhà căng mời bàn cành đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đây tay xa. Và kính chúc những người sẽ gặp lành tay xa được nhiều lộc hơn Tết này. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh trưng xanh chờ xem đại xa. Cành nhân nơi nơi có một người người đi hái lộc ngàn la la. Đêm xinh đến trời màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa. Mừng Tết đến vạn lộc đến nhà nhà canh mai vàng canh đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết xa. Và kính chúc người người sẽ gặp lành tay sao được nhiều lộc hơn Tết này. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh trưng xanh chờ xuân đang sang. Tôi tin chắc là những giây phút vừa qua sẽ là những giây phút hết sức thú vị và dễ thương mà Báo Thế Giới Học Đường đã dành tặng cho các bạn nhân dịp đầu năm. Và Cường cũng xin bật mí với các bạn một điều nữa là Báo Thế Giới Học Đường vào sang năm mới sẽ phát hành mỗi tuần và chúng ta sẽ có dịp gặp nhau mỗi tuần các bạn nhé. Trời ơi, vui quá vui. Và bây giờ thì Đình Cường và Quỳnh Anh, những người thực hiện chương trình và ban biên tập Báo Thế Giới Học Đường xin chúc cho các bạn gặp nhiều may mắn trong năm mới và gặt hái được nhiều thành công trong công việc nè. Xin chào và hẹn gặp lại. Và Cường biết có một người luôn luôn nói thật với các bạn về đôi mắt, đó chính là ca sĩ Quang Bi Tuấn Anh. Em biết rồi, vậy là ca sĩ Quang Bi của Tuấn Anh. Nhắc tới đây thì các bạn đã biết là ai rồi đúng không nào? Nhưng mà Cường cũng xin nhắc với các bạn là ca khúc Cỏ Đuôi Gà Thao Lộn. Rất là chờ đón cái album Để Cầm Được Trên Tay album của hai bạn. Ủa sao nó bị đơ vậy? Quá lạ nữa. Coi đi hết hình rồi. Anh sao? Chị thích cái anh mập mập mà kem cái... Thích đủ thì không đủ chưa? Những ca khúc của anh Bằng Cường thì chủ yếu khai thác yếu tố là trong sáng nè, lãng mạn và tình yêu đẹp nữa đúng không anh? Và một trong những tại vì cái tình yêu đẹp nó nhộn hẳn. Sao vậy? Đêm xinh đất trời, màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa. Trong tiếng trong sân, lòng phụng về đây xuân bày. Phát lộc tài ở khắp nơi phố phường, một năm mới an khang bình an bên nhau. Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà, cánh mây vàng cành đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết xa. Và kính chúc người yêu sẽ gặp lành tay sao được nhiều lộc hơn Tết này. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh trưng xanh chờ xuân đại sai.